Vì bắt bố trí bóng cho thi đấu. Trận đấu thứ hai, giữa đội Di Luân Lộc, đội Di Luân được quyền phong bóng. Được bóng tốt, điểm tốt, 1-0. Đầu bóng chưa qua, điểm cho Chi Luân 1-1. Phát bóng chưa qua, điểm cho Chi Lộc 2-1. Bóng trong sân, điểm cho Di Lộc 3-1. Điểm cho Di Luân 2-3. Bóng chưa qua, điểm cho Di Lộc 4-2. Trong bóng tốt, điểm cho Di Lộc 5-2. Quả bóng chưa qua, điểm cho Di Luân 3-5. Bóng ngoài sân, điểm cho Di Luân 4-5. Bóng ngoài sân, điểm cho Chi Luân 5-5. Bóng chưa qua, điểm cho Chi Luân 6-5. Hey!
Bóng chưa qua, điểm cho Di Luân 7-5. Trong bóng chưa qua, điểm cho Di Luân 8-5. Đưa bóng ngoài sân, điểm cho Di Lộc 6-8. Bóng ngoài sân, điểm cho Di Luân 9-6. Bóng chưa qua, điểm cho Di Luân 10-6. Di Lộc san chân, điểm cho Di Luân 11-6. Đội Di Lộc xin lưu ý lần thứ nhất ở set đấu thứ hai. Đội bóng chưa qua, điểm Di Luân 12-6. Nhưng thì các cầu thủ và thanh niên của Di Lộc tập trung bóng không? Cố gắng lên. Đập bóng ngoài sân, điểm cho Di Lộc 7-12. Bỏ bóng tốt, điểm Di Luân 13-7. Bóng ngoài sân, điểm Di Lộc 8-13. Đập bóng vào sân, điểm cho Di Lộc 9-13.
Có bóng ngoài sân, điểm cho Di Luân, 14, 9. Đập bóng tốt, điểm cho Di Lộc, 10, 14. Điểm cho Di Lộc, 11-14. Chú Thành ơi, chú Thành. Chú Thành ơi. Chú Thành ơi. Đội bóng ngoài sân, điểm cho Di Luân, 15-11. Đội bóng chưa qua, điểm cho Di Luân, 16-11. Đội bóng chưa qua, điểm cho Di Lộc, 12-16. Điểm cho Di Lộc, 16. Chúng ta xác định Di Luân chạm lưới, điểm cho Di Lộc, 14-16. Phát bóng ngoài sân, điểm cho Di Luân, 17-14. Bóng ngoài sân, điểm cho Di Luân, 18-14. Đập bóng chưa qua, điểm cho Di Lộc, 15-18. Đập bóng tốt, điểm cho Di Luân, 19-15.
điểm cho Duy Lộc 16-19. Bóng trong sân, điểm cho Duy Luân 20-16. Bóng ngoài sân, điểm cho Duy Lộc 17-20. Bóng trong sân, điểm cho Duy Luân 21-17. Phạt bóng chưa qua, điểm Duy Lộc 18-21. Đặt chưa qua, điểm cho Duy Lộc 19-21. Đường bóng chưa qua, điểm cho Duy Luân 22-19. Cầm bóng ngoài sân, điểm cho Duy Lộc 20-22. Đập bóng tốt, điểm cho Duy Luân 23-20. Chỉ còn 2 điểm mà thôi, Duy Luân sẽ giành phần thắng để Duy Lộc các thành viên cố lên. Bóng tốt, 20-20. Còn điểm kết thúc cũng đọc qua gì bỏ bóng tốt, điểm cho Duy Lộc 21-24. Đập bóng tốt, kết thúc 25-21. Như vậy Duy Luân đã giành phần thắng trước Duy Lộc với tỷ số 2-0.